Nhưng nếu mà ví dụ giờ thôi thẳng bạn hỏi tôi sao? Giờ anh chỉ muốn làm công làm chủ, ok, trả lời luôn nè. Cuộc đời mà cho anh chọn lựa. Thì anh không... Rồi chào mừng các bạn đến với vlog của Duy Nguyễn. Lại là tôi đây, tính nghỉ rồi tập rồi nhưng mà Tú nó thắc mắc, nó nói thầy làm luôn cái video về cái gì Tú? Private gym. Cái gì Tú? Private gym. Private gym. Cái chữ gym không có đọc vậy đó nha. Rồi ok, bữa nào thầy dạy đọc cho chữ gym khó đọc lắm. Rồi rồi ok được. Cái này các bạn đã biết rồi nhưng mà thôi mình định nghĩa góc nhìn mới cho các bạn thấy nha. Tức là cái phòng gym có hai loại, phòng một phòng commercial tức là thương mại giống như phòng BBT, cũng là phòng bằng đó cho bạn đi tập á. Còn cái private gym nó nhỏ hơn, có thể nó bằng sàn của tới BBT thôi. Thậm chí không bằng một sàn nữa, bằng cái phòng này thôi. Bằng nửa cái phòng Duy đang đứng. Người ta bỏ những cái máy đó là căn bản. Máy là cái máy giống như máy home gym của Duy á. Ở dưới á bỏ những cái máy multi để tập được nhiều nhóm cơ, kéo cát rồi này nọ. Rồi xong rồi phần còn lại là cái gì? Tập tạ với tập personal. Thì khi mà các bạn tập private gym á là bạn cần phải có PT. Cái mô hình đó là cái mô hình phòng gym dành cho khách hàng là đại gia. Không có chuyện mà vô đó mà đóng giá tháng, không có. Vô đó là chơi combo. Anh ơi cho em lộ trình giảm mỡ. Em 200kg em giảm xuống 150. Đó là 50kg đó lấy bạn 200 triệu ví dụ. Thì vô trong hai đất gym nó tập. Thì lúc đó là sẽ có PT kèm bạn chơi với bạn trong phòng, không có lắp đặt camera. Private gym là có thể là trong phòng tập đó bốn bức tường đóng kín cửa giúp bảo vệ ngồi ở trong là thằng PT với một cô nàng nóng bỏng, chuyện gì đến thì nó đến. Hai đứa mà ngồi tám không tập không kết quả, hai đứa mà tập luyện siêng năng nữa này nọ kia uống súp đúng cách kết quả đến rất nhanh, đúng không? Xã hội không có mô hình sai, chỉ có con người sai thôi. Ai thấy con người hay like cho dùm cái mô hình được rồi. Bản cái bản thân cà phê chòi nó không sai, sai này khi có những con người trong đó thôi nó mới sai, đồng ý không? Bản thân cà phê rằng mà sinh viên nó cũng sai luôn nữa, nhưng mà chỉ có con người là sai, con người trong mô hình đó, con người một hai là con người thôi, nhưng mà tất cả nên ráng về gym nó cũng lặng vậy thôi, cuộc sống mà nên ráng về gym là mô hình như vậy, đầu tư rất rẻ, 300 củ có rồi, 300 củ làm số vốn nó dễ cho bạn có, nhưng mà các bạn đừng có kiếm tôi. Ở đây là gì? Duy Nguyễn nói cho bạn biết được cái mô hình private gym thôi. Chứ Duy Nguyễn không có đi bán private gym, Duy Nguyễn cũng có cò gì đó mà gym ở đây, ok? Sợ lắm quý vị. Vô mà coi 80 người giác luôn. Ông mua máy Mỹ mà ông làm như ông đi mua. Nó mất quan điểm ta. Hỏi quá trời mà không mua. Ờ giống như qua tôi là chim tóc. Tôi là chim tóc tóc, nó hỏi chừng mấy chục thằng nó hỏi luôn. Mình trả lời đúng nhiệt tình luôn, họ chốt được hai đơn. Combo 299. Được cái là mình nhiệt tình, mình năng nổ, mình nói chuyện vui với mình chơi hết mình thôi. Nhưng mà cái tấm mình nó chịu đựng quá tốt nên bán hàng không có được cái sao ta. Mình coi mấy cái livestream khác thì người ta hỏi, người ta coi livestream có 40-50 người thôi, mẹ đơn nó ra đều. Mình livestream gần có 1000 đứa coi, nó vô nó hỏi tùm lum trên đời đất hết. Mình nói trong cái giờ đó là giờ vả lắm, rồi bán súp thôi nha, đó bán súp thôi nè nha, mua isojack nha, đó mua EVP rồi nha, không đâu. Nó vô nó hỏi từ retin tới bột đậu tới lòng trắng trứng tới sữa bò sữa gà sữa dế gì đó. Rồi xong rồi chuyện rồi kinh tế xã hội chính trị ban giao vũ trụ hố đen đồ cắt kiểu luôn, mà cái gì cũng trả lời hết á, cuối cùng ra chốt hai đơn đó. Không nên gọi là làm gì, làm KOL khổ lắm chứ không phải chơi đâu. Rồi thì giờ cái live stream này, ở cái video này anh không có tính làm mà Tú họ thắc mắc là rap stream thì rap stream nó nói vậy đó, Tú thắc mắc gì được không? Em hỏi là rap stream nó có cao cấp hơn commercial gym vậy? Nó không thể so sánh. Nếu mà em hỏi trái được gym với commercial gym, cái nào nó cao cấp hơn thì không thể so sánh, hai môn nó khác. Cái kia đó là public, nó tập cho tất cả mọi người đóng vé tập vô thôi. Ông có nhu cầu PT không kệ ông. Ông có nhu cầu PT thì ông mua thêm PT. Ông không có nhu cầu PT thì ông không mua ấy. Nhưng mà cái trái được gym á nó thích hợp cho những người có tiền. Giờ người ta không thích cho ông nào thì người ta đi tập trái được gym. Còn cái mô hình phòng gym commercial á thì nó vui. Tới đây nó gặp nhiều người, nó dành cho người tiền luôn, ít tiền ông tới đóng vé tập thôi. Ông khỏi đóng vé PT. Nhưng mà vô private gym thì em phải đóng giá PT. Còn cái commercial gym thì phải nằm ở chỗ thương mại. Private gym em bỏ nằm đâu cũng được đó. Ví dụ như dần Tú mua căn hộ cho chung cư là mấy chục á, xong rồi Tú làm có cái phòng làm phòng gym nhỏ đó private gym, xong rồi Tú lên mạng Tú làm chuột này nọ kia, Tú tập hướng dẫn rồi xong rồi đó Tú quảng cáo Tú có mô hình private gym tại nhà đâu. Không? Tập xong massage thư giãn rồi luôn. Đó thì những người nào người ta có nhu cầu, người ta cảm thấy phù hợp với người ta thì người ta tới chung cư đó, người ta đậu xe trong hầm xong ta lên tập private gym. Đó là một mô hình mới mà ở Việt Nam này thấy một số bạn trẻ triển khai rồi. Tất nhiên cũng có người thành công nhưng cũng có đống thằng thất bại kinh doanh mà. Tôi nói bạn rồi, người ta cái tư duy làm chủ làm công nó xàm quá. Các bạn cứ lôi cái thằng làm công là cái thằng làm cu ly, rồi cái thằng làm chủ là cái thằng làm chủ nhà hàng, các bạn so sánh, điều đó nó không có đúng. Bây giờ làm công nó có nhiều loại làm công.
làm công kỹ thuật cao, làm PM, project manager phải làm công không? Rồi là làm phó tổng giám đốc, làm tổng giám đốc có phải làm công không? Còn nếu mà làm chủ là ai làm chủ? Làm chủ là quản trị với cổ đông, người ta làm chủ. Làm công có cái thứ gì gọi làm công, nhưng mà làm công chất lượng cao đó cần phải trình độ học vấn. Mà thường thường á, thấy có mấy bạn học thì giờ ẹt mà thích mộng làm chủ. Có như bạn chủ là gì, mở cái tiệm rửa xe là làm chủ rồi đó. Nó dẫn tới á là ảnh hưởng tới vấn đề xã hội, ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế, ảnh hưởng tới góc nhìn của giới trẻ. Giới trẻ nó không đủ khôn, nó không đủ thông minh, nó không đủ tỉnh táo để biết đâu là idol mà đâu là tầm xàm. Nó giờ nó cứ thấy thằng nào đem tiền ra khoe trước mặt nổ nó chìm trời núi gì đó, là nó coi đó là idol, nó coi đó là chân lý đúng. Thằng đó nó nói gì đó cũng nghe, mặc dù nó xàm thấy bà luôn. Thằng đó nói thôi giờ không cần lao động, cuộc sống ta hưởng thụ đi du lịch này kia. Ủa, ai nuôi mình đi du lịch? Mấy thằng vậy thì xã hội này nhờ gì nó mà phát triển? Nó xã hội nó nhờ những cái bộ óc để phát triển nghiên cứu. Những con người ta phải ùa mình vào xã hội, mỗi người một vị trí, mỗi người vị thế để ta làm công việc của mình, chứ không phải là cứ tối ngày cứ so sánh làm chủ là ngon mà làm công là dở, mà so sánh nó so sánh khập khiễng. Nó không đúng. Nhưng nếu mà ví dụ giờ thôi thẳng bạn hỏi tôi sao, giờ anh gì muốn làm công làm chủ, ok trả lời luôn nè, cuộc đời mà cho anh chọn lựa thì anh không kinh doanh gì đâu, anh nói thiệt. Tại chẳng qua là anh học không có cao nên buộc anh phải kiếm anh phải lạng đường khác nên làm. Nếu mà cuộc đời á mà cho anh chọn lại, anh sẽ chọn làm công chất lượng cao, cuộc sống anh đã ổn, anh khỏi suy nghĩ chỉ khô gì cả. Ví dụ như bây giờ á anh học gia đình có điều kiện giỏi giang hay gì đó biết hay gì đó thì anh ăn học ha. Thứ nhất anh đi ăn học xong rồi anh đi du học, anh đi du học xong rồi học giỏi xong học lên cấp nữa để anh làm những cái vị trí ok, có thể là CFO mướn hay là manager mướn cho mấy công ty bự luôn, cỡ Boeing, Intel, cỡ bự vậy mới chơi. Nó làm công là làm phải cỡ đó. Nói chung mà mấy công ty quy mô chừng tập đoàn đa quốc gia hay là quy mô chừng gần triệu tỷ đô là được rồi, vô được những vị trí đó sợ gì nghèo. Nghèo chỗ nào, đi công tác thế giới được thế giới, tiền công ty lo, Medicare cũng khủng luôn. Rồi lương cứ bèo bèo, lương giờ nhỏ nhỏ thôi, 10.000 đô một tháng, có chi tiêu gì đâu, 10.000 đô một tháng bỏ túi luôn, xài như được xài, về già có lương hưu, cuộc sống nó quá ổn định mơ ước của nhiều người luôn. Chứ giờ ví dụ như giờ kinh doanh như tôi, lời thì ngon đó, mà lỗ sặc máu đó, cái hộp ai mua, đúng không? Nhưng mà tại sao mình nói vấn đề này bảo đảm người ta nghe không thích đâu. Tại vì đơn giản cái xã hội bây giờ nó nghĩ đồng tiền là trọng, nhưng mà người ta không nghĩ được á, kiếm cái đồng tiền như thế nào cho bền vững và cuộc sống sau này nó như thế nào. Chứ làm ăn năm nay năm mai bao nhiêu đại gia và phá sản, thậm chí nhảy lầu nhảy cầu, nỗi đau này ai thấy. Ngày trước cũng từng một thời rất là ngon, con vợ làm công, vợ làm giám đốc cho Boeing, không nhận qua Intel không nhận qua làm đệ cho Elon Musk, ghét nó qua Amazon, thiếu gì ví dụ vậy. Nên làm công hay làm chủ là do các bạn, cái điều kiện của các bạn như thế nào, học hành và trình độ của bạn tới đâu, nên thì nó mới chọn được những cái task nó tương đương. Chứ ở đây tối ngày lên coi video bạn nói làm công là gì, làm công là làm cu li móc cống đồ thôi, lương bắt đầu 6 triệu 10 triệu, rồi làm chủ là gì, chủ nhà hàng quán lẩu đồ này nọ kia, đi YouTube vòng quanh thế giới cầm tiền triệu đô, nói chuyện mày triệu đô nhưng lắm mít lắm nghe. Đó là suy nghĩ các bạn, nó quá sai đó. Thôi đủ rồi, tú mày nhìn mày bào anh quải tú gì nữa. Rồi mày chim á, chủ thì đúng, nó làm chủ, nó là mình đang run một cái very small business. Very small, giống như ai hỏi anh làm gì đó, thì anh nói anh có một cái business nhỏ của anh thôi. Tức là ví dụ như đối tác anh nước ngoài hỏi anh có gì, nói anh có một cái business nhỏ của anh, I have 4 ship club. Nói vậy để cho nó mắc xem với thế giới, đừng nổ chủ mà tao doanh nhân. Không, anh cũng là đúng là doanh nhân, vị trí của anh đúng là doanh nhân, nhưng mà anh cảm thấy cái từ doanh nhân quan trọng là mình nói với ai. Mình nói với ai thì được, nói với Tú ok, nói với mấy bạn bè làm chung rồi nó mở căn hộ dịch vụ, thằng thì mở massage rồi, thì cái đó mình nói chỉ doanh nhân nó hợp lý. Còn mình đi qua công ty của Mỹ, mình đi qua thằng kia, mày nói chỉ doanh nhân nó bự lắm chứ không phải nhỏ đâu nha. Anh có biết chơi cái mạng tìm gì con like nữa đó, mạng đó lên trên đó đó mấy em để gì vậy? Anh để vô anh là CEO owner BBT founder 20 năm, tụi nó sợ, tụi nó nhìn quá trời luôn á em đó. Nhưng mà cái profile của anh không mạnh, profile của mấy đứa cấp kia nó mạnh hơn anh nữa. Là nó ghi gì nè, học trường này, học ví dụ như Rice, xong rồi tới MBA trường này, xong rồi cái connect của nó đó, cái connect của nó chơi toàn là professor, director, manager, mà mấy thằng đó cũng mấy cái trường khủng không à, dạ lại cũ luôn. Đó, mấy thằng đó là mấy thằng làm công chất lượng cao đó, nó dữ lắm chứ không phải giỡn đâu, ra thôi, nó thẳng luôn nè mấy em, vị thế tụi nó cao không à, anh nói thiệt. Vì thế xã hội tụi nó cao anh. Anh đang nói chuyện thế giới nha, anh không nói chuyện trong cái xóm nhà em, đúng không? Cái xóm nhà em tối ngày luận tiền ra nói chuyện không à. Cái xóm nhà em ví dụ như nói đó đi làm cho công ty đó, ôi vậy mày làm công rồi, làm công xong không bằng Duy Nguyễn, lầm to nha các bạn. Mấy thằng đó rất mạnh luôn, mấy thằng đó là trên cái tầm G7 à, nó đi nó xin visa trong đêm luôn, nó thiệt á, nó dễ lắm luôn, nó cực kỳ mạnh làm công đó. Còn giờ làm chủ mình mở gara ra bằng nó không?
thậm chí nó không thèm nói chuyện chung luôn, nó chỉ đứng đó nhìn cái bách rau học hành nữa, nó nhìn cái bách rau học hành, cái bách rau làm việc á. Tự nhiên cuộc đời chưa đi làm cho công ty nào hết trơn, mở ra làm chủ ai nể. Đó là cái con đường của anh đi làm. Anh có đi làm công ty rồi, công ty Việt Nam có làm rồi, xong anh làm freelance rồi, xong anh làm cho công ty của Mỹ luôn rồi. Nhưng mà cái bách rau của anh về cái con đường mà đi làm, thấy nó quá ít và nó quá mỏng manh với các bạn đó. Nên nó tóm lại theo quan điểm của anh nghiêm túc anh nói là các bạn nó kẹo trên đó. Còn anh thì cuộc sống anh không giỏi như các bạn ấy, thì anh phải đi kinh doanh này nọ kia, và anh cũng cố gắng anh làm lụng bằng tất cả sức của mình để anh có, để anh củng cố cho thế hệ sau. Nó nên các em hãy nhìn nhận cuộc sống cho đúng nha, chứ giờ trên mạng lệch lạc nhiều lắm các bạn. Rồi thôi, nói thì nói, tập gym uống sức, rồi có gì đó ghé BBT tập nhen, uống sức nhen. Tú ngày 2 video Tú ơi, tập Tú ơi, nó rầm rầm Tú ơi.